đừng dạy tiếp tay lan truyền sách trái phép của đám dân chủ trên không gian mạng. Lâu nay, giới dân chủ lập ra hàng loạt nhà xuất bản, như nhà xuất bản Tự Do của Phạm Thị Đoan Trang, nhà xuất bản Dân Trí của Nguyễn Quang A, nhà xuất bản Giấy Vụn của Bùi Chát, để tự cho mình cái quyền bán sách in, sách điện tử chưa được cấp phép lưu hành, chưa nội dung tuyên truyền chống nhà nước của chính kẻ khởi xướng loại nhà xuất bản này và đồng bọn của họ. Nổi bật nhất là băng nhóm Phạm Đoan Trang với các chiến dịch tặng sách, bán sách, quyên góp ủng hộ sách thông qua nhà xuất bản Tự Do, ảo do Trang và đồng bọn trong nhóm Voice dựng lên trên mạng xã hội. Hàng loạt những kẻ tiếp tay, mua bán các sách của Đoan Trang đang bị cơ quan công an sờ gáy, khiến Đoan Trang là oai oái rằng cô ta đang bị công an trả thù vì bất đồng chính kiến, rằng chính quyền đã vi phạm quyền tự do thông tin, tự do xuất bản khi ngăn cản việc đọc, viết sách chưa được phép lưu hành của bà này. Nên nhớ, đừng dại mà tin theo những lời lẽ xuyên tạc của bà này và sự cổ suý của mấy tổ chức đội lốt nhân quyền quốc tế lặp lại lời của bà ta khi công kích, phê phán chính quyền khủng bố, người đọc, người hướng ứng, người mua bán sách trái pháp luật của họ. Điều 101 Nghị định 15 sắp có hiệu lực từ ngày 15 tháng 4 năm 2020, thay thế Nghị định 174 cũ, quy định rất rõ hành vi cung cấp, chia sẻ các tác phẩm báo chí, văn học, nghệ thuật, xuất bản ấn phẩm mà không được sự đồng ý của chủ thể quyền sở hữu trí tuệ, hoặc chưa được phép lưu hành hoặc đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu, sẽ bị phạt tiền từ 10 đến 20 triệu. Nếu chứng minh động cơ và hành vi vi phạm nghiêm trọng, có hệ thống có thể bị xử vào theo Điều 10 Luật Xuất Bản và Điều 117 Bộ Luật Hình sự 2015 với mức án lên tới 20 năm tù. Mong rằng những kẻ anh hùng rơm, kẻ Azua tổng bị kích động, lừa phinh hãy thận trọng khi hùa theo, hướng ứng, chia sẻ, like, share hoặc mua bán ân phẩm chưa được phép lưu hành của mấy nhà xuất bản, ảo này mà tiền mất tật mang.